những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự nga ukraine ukraine thành lập đơn vị mới binh sĩ sử dụng ngựa để phóng tên lửa javelin vào xe tăng nga các cuộc biểu tình quy mô lớn nổ ra ở cộng hòa sakha thuộc nga cuộc chiến lớn ở nga lãnh chúa chechnya gromsan kadyrov đại đuổi cổ phó duma quốc gia nga ra khỏi tòa quốc hội lính nga cứ tiến lên là chết cuộc tấn công bằng thịt của Moscow vào chảo lửa miền đông Ukraine đang phản tác dụng. Những chuyến bay bí mật của NATO theo dõi Nga trên chiếc trường Ukraine Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi tin tức trên kênh HTD News. Vừa rồi là những nội dung chính đáng chú ý trong bản tin của ngày hôm nay. Và ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Ukraine thành lập đơn vị mới, binh sĩ sử dụng ngựa để phóng tên lửa Javelin vào xe tăng Nga. Thưa quý vị, quân đội Ukraine đã thành lập các đơn vị chống tăng, sử dụng ngựa để chở binh sĩ mang hệ thống tên lửa Javelin chống lại các xe tăng đối phương. Báo chí châu Âu đã cho biết, do thiếu hoàn toàn xe bọc thép, nên quân đội Ukraine đã bắt đầu sử dụng sức kéo của ngựa trong tác chiến với quân Nga, giống như những cuộc chiến tranh cách đây 3 thế kỷ. Đây là cách báo chí châu Âu đánh giá về sự xuất hiện của kỵ binh trong lực lượng vũ trang Ukraine. Đặc biệt, điều này đã được báo cáo bởi ấn phẩm trực tuyến Express của Áo. Ấn phẩm này lưu ý rằng, một lực lượng quân sự mới mang tính hỗn hợp được gọi là kỵ binh chống tăng đã xuất hiện trong biên chế của lữ đoàn tấn công số 3 của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo tờ báo của Áo, có phải như dự báo mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba đưa ra vài ngày trước rằng, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ chiến đấu chống lại lực lượng vũ trang Nga băng sản đang bắt đầu trở thành hiện thực. Đúng là nhà ngoại giao Ukraine dường như đã quên đề cập đến những con ngựa. Nhưng điều này cũng có thể được coi là một bất ngờ hoặc một kế hoạch chiến thuật. Tờ ES Express nhấn mạnh, các sĩ quan trinh sát Ukraine của lữ đoàn xung kích số 3 đã trình diễn các phương tiện tấn công mới nhất của họ. Việc thiếu phương tiện dường như khiến họ trở nên sáng tạo và đưa quân đội Ukraine một lần nữa sống lại những cuộc tấn công kỵ binh ngày xưa. Truyền thông cho biết, sự thiếu hụt phương tiện chiến đấu bọc thép đã buộc quân đội Ukraine phải dấn thân vào các thử nghiệm chiến thuật khác, bởi họ không có cách nào để cơ động đến gần vị trí của đối phương. Các nhà sử học cho biết, trước đây các tướng lĩnh thời phong kiến đã tận dụng rất tốt voi chiến trong các cuộc tấn công, và đặc biệt là những người chỉ huy thông minh, thậm chí còn huấn luyện chó để phục vụ quân đội. Giới phân tích quân sự cho biết, ngựa phải có khả năng chống chịu khá tốt và phải được huấn luyện khi phải gánh đỡ sức nặng có thể lên tới hơn 100 kg của một binh sĩ và hệ thống tên lửa chống tăng Javelin. Loại vũ khí chống tăng Mỹ có tầm bắn 2.000m và có độ giật khá mạnh, khá ồn khi bắn. Ngoài ra, ngựa là phương tiện chiến đấu không được bọc thép, nên nó có thể bị giết chỉ với một viên đạn thông thường, nên quân đội Ukraine có thể mất phương tiện tác chiến đặc biệt này ngay khi nó mới tới tiền tuyến. các cuộc biểu tình quy mô lớn nổ ra ở Cộng hòa Sakha thuộc Nga. Rosneu đưa tin cho biết hàng trăm người đã tham gia cuộc biểu tình phản đối trên quảng trường chiến thắng ở Yakutsk, thủ đô của Cộng hòa Sakha, Yakutia, vùng quốc gia của liên bang Nga sau vụ sát hại một người dân địa phương, trong đó một thanh niên 18 tuổi, người gốc Tajikistan có quốc tịch Nga bị nghi ngờ. người biểu tình hô vang Oroy, khen, tạm dịch là rời đi, cút đi họ cũng nói rằng chúng tôi không chạm vào họ, vậy tại sao họ lại cư xử như vậy? Oleg Lebed, phó cảnh sát trưởng phụ trách bảo vệ trật tự công cộng cho biết, nghi phạm đã bị bắt giữ và kêu gọi người biểu tình giải tán. Phó cảnh sát trưởng cho biết, cái giết người đã bị giam giữ, anh ta là một công dân Nga như các bạn, chúng tôi đã bắt được anh ta, sẽ có một cuộc điều tra. Các bạn, tại sao các bạn lại tụ tập? Trước đó, người ta biết rằng do một cuộc chiến, một thanh niên người gốc Natsuki Atlas đã chết Người đứng đầu Jakartia Aysen Nikolaev cho biết các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Cuộc chiến lớn ở Nga, lãnh chúa Chechnya Ramzan Kadyrov đòi đuổi cổ Phó Điều Ma Quốc gia Nga ra khỏi Tòa Quốc hội. Người đứng đầu Chechnya Ramzan Kadyrov muốn loại bỏ Phó Điều Ma Quốc gia Nga Mikhail Mashev sau bài phát biểu của ông ta về những bậc thầy mới hung hẳn của Liên bang Nga chống lại những người di cư Hồi giáo không muốn ăn mừng năm mới theo truyền thống cơ đốc giáo. Đoạn phim được kênh Ukraine 365 đăng tải. Vào đầu tháng 1, một nghị sĩ Nga đã trả lời phỏng vấn. Trong đó, ông gọi một số người di cư đến Nga là những kẻ mang rợ hoang dã, những người thực hành Hồi giáo cực đoan. Ông không hài lòng với thực tế là Syria của họ đang bị áp đặt một cách mạnh mẽ đối với người dân Liên bang Nga, trong khi chính phủ lại uống công và cho phép quá nhiều đối với những người không theo tôn giáo. Mà việc gợi ý rằng, sau khi chiến tranh ở Ukraine kết thúc, khi những người chiếm đóng trở về nhà, các cuộc đụng độ giữa những người theo đạo cơ đốc chính thống và người Hồi giáo sẽ bắt đầu ở Nga. Những người vào thời điểm đó sẽ trở thành bậc thầy mới của đất nước. Đáp lại những lời chỉ trích từ người Hồi giáo, người đứng đầu Serbia, Ramzan Kadyrov nói rằng, không có kẻ cồn tín Hồi giáo nào trên lãnh thổ nước Cộng Hòa, nhưng Liên bang Nga được coi là một quốc gia thế tục, không có lệnh cấm tôn giáo. Bất cứ ai cố gắng trình bày một bức tranh khác về cuộc sống ở nước Nga hiện đại đều bị cho là đang nói dối. Ông gọi phá đô ma quốc gia Nga là kẻ thù nguy hiểm nhất, kẻ đang cố gắng chia rẽ hàng ngũ những người yêu nước thật sự. Về vấn đề này, Kadyrov yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra lời nói của Matviev người đứng đầu Chechnya tổng kết tốt hơn là nên đuổi Matveev và sẽ có ít hành động khiêu khích hơn nhiều. Sau phản ứng của Kadyrov, Matveev xin lỗi và nói rằng lời nói của ông ấy đã bị hiểu lầm. Ông ấy được cho là không có ý nói đến những người anh em, những người đồng đạo hồi giáo của mình. Bài phát biểu theo phiên bản của ông là về những người cấp tiến, những người mà Putin đang chiến đấu và Ramzan Kadyrov và mọi người đều là những người bình thường. Tuy nhiên, ông không nêu rõ chính xác cuộc chiến chống lại cái gọi là cực đoan vẫn tiếp tục ở đâu ở Nga. Trước đó, một quân nhân của quân đội Nga rozenko với biệt hiệu thứ 13 đã kêu gọi quân đội Nga bắn ngay tại chỗ người của Kadyrov vì hành vi của họ trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine. Lính Nga cứ tiến lên là chết, cuộc tấn công bằng thịt của Moscow vào chảo lửa miền đông Ukraine đang phản tác dụng. Một tay súng bắn tỉa Ukraine cho biết, chiến thuật tấn công bằng thịt của Nga trên một chiến trường quan trọng đang để lại những thi thể đông cứng mà Nga không thu thập được. Người lính bắn tỉa, một sĩ quan lực lượng đặc biệt với biệt hiệu BES, nói với CNN rằng, những người lính thiệt mạng chỉ nằm chết cống. Người lính Ukraine nói rằng, không ai di tản họ, không ai đưa họ đi, có cảm giác như mọi người không có nhiệm vụ cụ thể, họ cứ đi và chết. Người lính có biệt danh Bess có nghĩa là quỷ trong tiếng Ukraine đã nói chuyện với CNN từ Avdivka, một thị trấn ở miền đông Ukraine, nơi trong nhiều tháng đã là nơi xảy ra một số cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong cuộc chiến. Chiến thuật mà Nga triển khai bao gồm việc gửi hết đợt này đến đợt khác, những binh sĩ nhìn chung được khốn đường kém và không được hỗ trợ tại các vị trí của Ukraine nhằm cố gắng áp đảo họ để các đội quân khác sau đó có thể tiến lên. Một quan chức Ukraine cho biết, chiến thuật này mà các chuyên gia cho rằng đã được sử dụng thường xuyên trong cuộc chiến là chiến thuật mà các binh sĩ tinh nhuệ của Nga, lính dù và lính thủy đánh bộ gần đây đã từ chối tham gia. Trong khi không bên nào công bố con số thương vong chi tiết, các nhà quan sát cho rằng số người chết ở Abdiivka của Nga cao hơn Ukraine. Mặc dù vậy, Nga vẫn có thể đạt được tiến bộ chậm rãi với chiến thuật làn sóng thịt ở Abdiivka và những nơi khác. Một người lính khác nói chuyện với CNN nói rằng Nga liên tục đổi mới lực lượng ở đó. Teren, chỉ huy đơn vị trinh sát máy bay không người lái của Ukraine trong thị trấn, cho biết nếu chúng tôi có thể tiêu diệt 40 đến 70 quân nhân bằng máy bay không người lái trong một ngày, thì ngày hôm sau họ sẽ gia hạn lực lượng và tiếp tục tấn công. Nga, quốc gia có dân số đông hơn Ukraine rất nhiều, đã có thể nhanh chóng bổ sung tân binh cho số quân đã hy sinh. Một quan chức Ukraine tuần trước cho biết, Nga đang tuyển mộ 30.000 binh sĩ mới mỗi tháng. Theo tình báo phương Tây và binh lính Nga bị bắt, quân đội mới của Nga thường được đào tạo rất ít. Gia đình các binh sĩ Nga hồi tháng trước tuyên bố rằng những binh sĩ bị thương đã được đưa trở lại Abdiivka, và điều đó tương đương với việc Bộ chỉ huy Nga cố ý tiêu diệt binh lính của họ. Theren cũng nói rằng Ukraine sẽ có thể đạt được nhiều tiến bộ hơn nếu không bị thiếu hụt vũ khí và đạn dược. Khi CNN đến thăm những người lính, họ đang sử dụng vũ khí cũ thời Liên Xô và một bệ phóng tên lửa đã bị đóng băng khi một người lính cố gắng sử dụng nó không thành công. Nga bắt đầu tấn công dữ dội vào Adipka vào tháng 10, phát động một cuộc chiến tiêu hao và mệt mỏi vẫn đang tiếp diễn. Nga đã đạt được tiến bộ chậm chạp, bất chấp các cảnh quay, cho thấy tổn thất lớn về xe tăng và binh lính. những chuyến bay bí mật của NATO theo dõi Nga trên chiến trường Ukraine. Các nước phương Tây thường thực hiện các chuyến bay giám sát bí mật, theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Nga và Ukraine trên chiến trường nhằm vẽ ra ranh giới không được vượt qua trên bầu trời châu Âu. Nhìn từ trên cao, trong buồng lái của một chiếc máy bay giám sát của Không quân Pháp bay qua nước láng giềng Romania, khung cảnh phủ đầy tuyết trông có vẻ yên bình đến khó tin. Nhưng nhìn từ đằng xa, các lực lượng Ukraine đang nỗ lực chiến đấu để sinh tồn. Xuyên qua những đám mây không thể nhìn thấy bằng mắt thường, thi thể của những người thiệt mạng trong cuộc chiến, những thị trấn tan hoang của Ukraine và những chiến trường đổ nát. Nhưng các kỹ thuật viên quân sự người Pháp ngồi trên máy bay theo dõi các màn hình hiển thị hai từ bí mật có thể nhìn thấy rõ nét mọi vật hơn rất nhiều. Với một radar mạnh mẽ quay 6 lần mỗi phút trên thân máy bay và rất nhiều thiết bị giám sát, máy bay có thể phát hiện các vụ phóng tên lửa, các hoạt động ném bom trên không và các hoạt động quân sự khác trong cuộc chiến. Khi cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine chuẩn bị bước vào dịp kỷ niệm 2 năm, phóng viên của hãng tin AP có được quyền truy cập hiếm hoi và độc quyền trên máy bay hệ thống kiểm soát và cảnh báo trên không khổng lồ AQUAS. Với 26 binh sĩ và một nhà báo của hãng tin AP trên khoang, máy bay đã thực hiện nhiệm vụ trinh sát kéo dài 10 giờ từ miền trung nước Pháp đến công phận Romania và quay trở lại quan sát bằng mắt điện tử xuyên qua miền nam Ukraine và biển đen đến Crimea và xa hơn nữa. Bay phòng với chế độ lái tự động ở độ cao 10 km, chiếc máy bay với hình chú gà trống kiêu hãnh, được vẽ trên đuôi, đã cung cấp thông tin tình báo theo thời gian thực cho các chỉ huy trên mặt đất. Trên thực tế, sức mạnh của nước này đối với NATO ở sườn phía đông của liên minh quân sự gồm 31 quốc gia cũng đã vẽ ra một ranh giới không được vượt qua trên bầu trời châu Âu. Nga đã phát hiện sự hiện diện liên tục của máy bay ở trên cao phía đông Romania, đồng thái báo hiệu NATO đang theo dõi chặt chẽ biên giới của Moscow như thế nào, đồng thời cho thấy liên minh này sẽ sẵn sàng hành động ra sao nếu cuộc chiến có nguy cơ vượt ra ngoài Ukraine. Các chuyên bay giám sát thường xuyên cùng với các cuộc tuần tra của máy bay chiến đấu, radar trên mặt đất, dàn tên lửa và các thiết bị khác do NATO sử dụng, tạo thành thứ mà chỉ huy phi đội AWACS của Pháp mô tả là lá chắn chống lại bất kỳ sự nguy cơ lan rộng nào trung tá này nói rằng mục tiêu cuối cùng tất nhiên là không có chiến sự và răng đe người chỉ huy một trung tá tên richard cho biết chúng tôi cần chứng tỏ rằng mình có lá chắn để cho các nước khác thấy rằng nato là phòng thủ tập thể chúng tôi có khả năng phát hiện mọi nơi và chúng tôi không ở đây để khiến cuộc chiến lan rộng mà để chứng tỏ rằng chúng tôi luôn hiện diện và sẵn sàng Bốn chiếc Aquasco Pháp nằm trong số nhiều loại máy bay giám sát, bao gồm cả máy bay không người lái UAV, thu thập thông tin tình báo cho NATO và các quốc gia thành viên. Trung tá Richard cho biết, các máy bay Aquas loại e Pháp có tầm nhìn xa hàng trăm km với các máy phẩm radar màu đen trắng đặc biệt trên đầu nó. Mặc dù ông không biết chính xác lắm, những chiếc e là những chiếc Boeing 707 được cải tiến. Chiếc 707 bay lần đầu tiên vào năm 1957, nhưng đã bắt thương mại vào năm 2013. Vì vậy, những chiếc F-3 cũng là những nhân chứng bay có lịch sử hàng không. Trung tá Richard nói thêm, chúng tôi có thể phát hiện máy bay, UAV, tên lửa và tàu thuyền. Điều đó chắc chắn đúng ở Ukraine, đặc biệt là khi chúng tôi ở ngay khu vực biên giới. Khi máy bay lãng phản và quét, phi hành đoàn phát hiện một a của Nga ở phía trên biển Azov, cách đó hàng trăm km về phía đông của bán đảo Crimea máy bay Nga dường như cũng đã phát hiện ra AQUAS của Pháp. Các cảm biến dọc thân máy bay đã thu được tín hiệu radar của Nga. Cơ phó người Pháp, thiếu tá Roman nói rằng, chúng tôi biết họ đã phát hiện ra, họ cũng biết rằng chúng tôi nhìn thấy họ. Hãy coi đó là một cuộc đối thoại giữa họ và chúng tôi. NATO cũng có đội bay riêng, gồm 14 chiếc AQUAS cũng như IBA. Họ có thể phát hiện các mục tiêu bay thấp trong phạm vi 400 km và các mục tiêu bay cao hơn, cách đó 120 km. NATO nói rằng, một AQUAS có thể giám sát khu vực có diện tích bằng 3 Lan và ba chiếc có thể bao phủ toàn bộ Trung Âu. Có thể bay trong vòng 12 giờ mà không cần tiếp nhiên liệu, AQUAS của Pháp không chỉ giới hạn ở các nhiệm vụ giám sát, liên lạc và kiểm soát không lưu cho NATO, Chúng dự kiến sẽ được triển khai như một phần của hoạt động an ninh quy mô lớn cho Thế vận hội Paris, cung cấp khả năng giám sát radar bổ sung với cái mà Trung tá Richard gọi là tầm nhìn của Chúa. Trên toàn bộ chuyến bay, Thiếu tá Roman cho biết, máy bay Nga đã không chặn chiếc AQUAT của Pháp trong một thời gian dài. Và nếu họ làm vậy, các vi công Pháp cũng đáp lại bằng cách nỗ lực xoa dịu mọi căng thẳng. Thiếu tá Roman nói rằng, lệnh của chúng tôi là thụ động, tức là chỉ bay giám sát và đáp trả kiểu lịch sự. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.